Hello anh em, xin chào tất cả người anh em, những người bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình và cậu Tư nha. Thì hiện tại mình với cậu Tư đang ở khu vực bờ sông khá là hữu tình đó cậu Tư, nhưng mà mỗi tội là trời nắng quá. Nắng quá trời nắng, cậu Tư mình quên lấy nón đội luôn rồi anh em ạ. Thì video này thì mình với cậu Tư cũng đã họp thống nhất với nhau là sẽ show tất cả những trái bông keo đó cậu Tư. Thì hiện tại cái kênh vlog của mình với cậu Tư anh em thì có tỷ lệ mà anh em mà xem video mà chưa nhấn nút đăng ký kênh bên YouTube, nó thống kê tầm khoảng cỡ 80 mấy đến 90% anh em, con số khá là lớn anh em nhờ. Hy vọng anh em đang xem video này mà anh em nào chưa nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào đăng ký kênh để giúp mình với cậu Tư có tỷ lệ người đăng ký tầm khoảng cỡ 20% anh em nhé. Tại hiện tại kênh của mình với cậu Tư khá là bèo anh em nha. Rồi bây giờ mình tiến hành show cho anh em xem nha cậu Tư. Rồi. Thì mình với cậu Tư đã chế tạo trong game từ trước nay, không biết cậu Tư có nhớ mình chế tạo bằng bao nhiêu trái bông keo trong game nữa cậu Tư? 9 trái mà cái trái cái mặt quỷ gì đó, cái bông keo địa ngục anh em, bông keo địa ngục thằng bằng cái đèn cày á, thì mình để ngay cho cái bức tôn nó nóng quá anh em, nó chảy ra luôn, nó chảy cái đèn cày ra luôn anh em. Nói chung thì cũng khá là tiếc, chắc có lẽ là sửa lại được cậu Tư cái đó. Nó hư luôn à, không sửa được. Hư luôn em, nếu mà em phải làm lại cái khác anh em thì 9 trái nhưng mà tổng hư một trái thì còn 8 trái. Thì video này mình với cậu Tư sẽ show cho anh em xem coi. Giờ cậu Tư đem lên từ từ đi cậu Tư. Thì không biết cậu Tư nhớ là mình có làm bao nhiêu trái siêu to cậu Tư? Như 3 trái là siêu to, còn 2 trái thì vừa vừa. Còn mấy trái kia là siêu nặng ha. Siêu nặng. Trái keo siêu nặng rồi. Đây chính là trái bông keo hỗn mang, là video chế tạo trái bông keo hỗn mang này thì lúc trước nhớ làm ở nhà cậu Tư đúng không cậu Tư? Ở nhà cậu Tư anh em thì đây là trái bông keo hỗn mang. Đây mình sẽ quay cho anh em xem. Đấy anh em thấy không? Vỏ bông keo này là làm chất liệu đèn cày của cậu Tư. Đèn cày. Chất liệu đèn cày. Anh em có thể xem này. Nó đa số nó còn nguyên quẹn hết anh em nhé. Sao mà hai trái đèn cày để chung với nhau mà trái này nó vẫn còn nguyên mà trái kia nó bị gỉ ra cho anh em, nóng quá nó chảy ra anh em ạ, cũng khá là buồn anh em nhé. Thì trái bông keo hỗn mang này thì cũng còn khá là ok anh em, nhìn thấy không? Đấy. Đây là trái bông keo đầu tiên. Rồi tiếp theo đây, cậu Tư. Được của nó đấy. Đây chính là trái bông keo cuồng loạn, như trái bông keo cuồng loạn. Đúng rồi. Thì trái này cậu mình làm bằng xốp đâu, cậu quay cho anh em xem. Này bằng xốp rất là nhẹ các bạn. Nhẹ luôn, kích thước của nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu cậu Tư? Cái này 25 55. 25 cm chiều rộng, chiều dài là 55 á. Đây, trái bông keo cuồng loạn, màu nói chung là màu sơn trên mút này, nhưng nó bền đó cậu Tư. Nó bền đó. Nó ít có hư nha, ít có hư anh em nhìn này. Nó ít có hư anh em, nói chung là nó vẫn giữ được cái phần màu mà cậu mình làm anh em nhìn thấy găng đồ các thứ, là cậu mình chưa hề tuýt màu lại lần nào đúng không cậu Tư? Chưa, đúng rồi. Chưa hề tuýt màu là mình với cậu Tư bảo quản tới bây giờ anh em nhớ. Đấy, em theo đây trái bông keo cuồng loạn hai trái. Tiếp tục đi cậu Tư. Rồi, cái thứ ba là cho tới trái siêu nặng. Đây trái bông keo đôi cánh. Rồi thì trái này là cậu mình đổ bằng thịt cao đầu tiên đó cậu Tư. Nó dày quá, dày luôn, đổ 3-4 phần. Anh em cậu Tư mình bước một cái, cái này chắc cỡ 2-3 cm em, chiều dày 3 cm, nó nặng như một con trâu anh em, cái này chắc cũng tầm mấy ký á. Đây nó bự quá anh em, bự quá. Đôi cánh này anh em nhìn thấy không? Thì cái phần này sơn màu nó có hơi đốm đốm trắng là do lúc trước mình sơn màu nó còn ướt đó cậu Tư. Rồi sơn thịt cao nó còn ướt cho nên thì anh em thấy nhìn kỹ kỹ nó còn đốm 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 trắng nè, nhưng mà cái phần màu mà nó đã in lên rồi thì như là nó cũng còn khá là nguyên quẹn anh em ạ. Đó, đây chính là trái bông keo thứ ba anh em nhé. Tiếp tục cậu Tư. Rồi tới thứ tư là tới siêu to khổng lồ. Đây chính là quả bông keo được. Kích thước cậu này kích thước quả bông keo này tầm bao nhiêu cậu Tư? 1m 2m. Là chiều dài là 2m, chiều rộng là 1m. Cao cao chút xíu cho anh em xem đi. Đây chính là quả bông keo niềm tin. Gió thổi chừng gãy rồi. Không gãy đâu. Quá trời to anh em, giờ quá trời to. Mình quay camera sau chắc là nó bị ngược, camera trước nó bị ngược chữ cậu Tư. Ngược. Đấy, hồi nữa mình sẽ quay tổng lại cho anh em xem trái bông keo anh em nhé. Anh em thấy không, hoàn toàn nó còn nguyên quẹn khá là ok anh em ạ. Anh em thấy không, màu phần màu cậu mình sơn lên rất là ok anh em nhé. Đây là trái bông keo thứ tư. Tiếp tục đi cậu Tư, hồi mình sẽ quay tổng lại cho anh em xem cho nó rõ hơn, tại vì quay camera trước nó bị ngược chữ anh em ạ. Đúng, hợp lý. Cái này thì kế siêu to. Như vừa anh em, cái này nó cũng chiếm thằng 3/4 cái miếng mút rồi. Cái này là một mét rưỡi một mét. Đây là trái bông keo bánh xe anh em ạ. Free Fire hợp tác với Mít Laren đó anh em, ra trái bông keo bánh xe. Anh em thấy cậu mình làm hai cái bánh xe không, khá là ngầu anh em, đẹp không? Wow. Cái này hồi là mình phải rồi gió quá, gió hồi mình quay chắc mình phải đè gạch lại mới quay nổi nè, mà anh em thấy gió nó nổi luôn á. Đương hồi là cái chuyện to anh em ạ. Rồi chắc là nhanh nhanh này đi, mình với cậu Tư sẽ quay tổng cho anh em xem cho nó đẹp anh em nhé. Mình với cậu Tư sẽ bài một cục luôn. Đây chính là trái bông keo Skyler. Đây trái bông keo Skyler, sự kiện Free Fire hợp tác với anh Sơn Tùng MTB á anh em. Thì đây chính là quả bông keo, thì kích thước trái này nó khá là to, là 1m 2m đúng không cậu? 1m 2m.
1m 2m là hết khuôn shop của mình với cậu Tư làm luôn nè. Đây anh em thấy không? Là trái thứ mấy à? Trái thứ 6 không cậu Tư? Trái thứ 6 rồi anh em nhớ. Wow, thấy to, anh em thấy to. Chà bá, nói chung thì những vật phẩm mình với cậu Tư làm là mình với cậu Tư bảo quản rất là kỹ lưỡng cho nên nó ít có hư hao lắm em ạ. Đây. Tiếp tục cậu Tư. Trái bông keo mới, những trái bông keo mới làm ở đây. Rồi, trái siêu nặng. Siêu nặng. Siêu nặng mà kết hợp với nhiều vừa. Đây này chúng tầm mấy ký. Đây chính là quả bông keo thanh long. Thì cậu Tư mình làm trên chất liệu đó chính là thạch cao anh em nhá. Kiểu như thạch cao là kiểu như xi măng mà nó giống như chất liệu kiểu như xi măng á cậu Tư. Đổ nó mau cứng hơn xi măng rất là nhiều, trong vòng nửa tiếng là bắt đầu nó đông cứng rồi. Cho nên là mình làm dễ dàng hơn xi măng rất là nhiều á các bạn. Nhưng mà thời gian chính xác để mà sơn màu trên cái này được là tầm bao lâu để cho nó khô cậu Tư? Cái này khô á là muốn sơn cho nó dính là phải phơi tầm một ngày cho nó khô, thật là khô thạch cao á mình mới quét màu lên nó mới ăn. Còn thôi là nó chóc lớp ra hết trơn rồi các bạn. Đó, thì mình với cậu Tư rút kinh nghiệm từ trái bông keo đôi cánh nãy cho anh em xem, mà làm mà thạch cao đầu tiên á sơn màu nó sơn nó khó, anh em vừa quét cái là đầu nó rớt nguyên lớp ra luôn anh em ạ. Nó khô cái mình chỉ cần đụng tay thôi là nó bám ra rồi. Đây chính là trái bông keo thanh long anh em thấy không? Wow, khá là đẹp anh em nhớ. Bây giờ ơi. Gọi là quá ngầu anh em, hồi nữa mình với cậu Tư sẽ chất nguyên một đống cho anh em xem thử cho nó ngầu anh em nhớ. Tiếp tục luôn cậu Tư ơi. Đây, siêu nặng đây. Này mới vừa làm chừng tuần gì? Từng ngày, mấy ngày chưa tới tuần nữa. Đây chính là trái bông keo bạch cước. Trái bông keo này là cậu Tư mình nói là hoa văn nó kinh khủng á. Kinh khủng, quá trời chi tiết luôn. Hai cái lo này, hai cặp lo anh em ạ. Trời ơi, trái này nó cũng kiểu kích thước nó bằng trái thanh long nãy anh em ạ. Đây. Anh em cậu lật cho anh em xem cái chiều dày cái này chắc cũng tầm 1cm nè cậu Tư. Hai phần ạ. Cỡ 2cm nè, chiều dày của trái bông keo này nói chung nó cũng khá là nặng, nó rơi tầm khoảng cỡ chục ký anh em ạ. Từ 7-8 ký tới chục ký anh em chứ không có nhẹ đâu anh em nhớ. Thì đây chính là phần của mình với cậu Tư show tất cả là tổng 8 trái bông keo cho anh em xem. Rồi bây giờ mình với cậu Tư sẽ bài chứ gió quá. Phải đem gạch ra nhiều mới dằn nó lại nổi anh em ạ, nó không mà nó bay một cái nó gãy là khá là uổng anh em. Bây giờ cùng xem mình với cậu Tư sẽ tiến hành đó chính là bài nó ra cái cỏ để quay tổng cho anh em xem anh em nhé. Rồi anh em ơi, thì nãy giờ thì mình với cậu Tư cũng đã quay tổng cho anh em xem rồi. Quá trình chuẩn bị nó cũng khá là khó khăn anh em ạ. Với lại là quá trình bảo quản thì mình với cậu Tư sẽ bảo quản nó cẩn thận. Chắc là lâu lâu mình sẽ show cho anh em xem lần. Để bắt câu anh em nói mình với cậu Tư làm xong rồi bỏ đó anh em nhé. Đúng, không lý. Thì video với mình với cậu Tư cũng gần kết thúc. Không biết cậu Tư có muốn chia sẻ gì cho anh em đây không cậu Tư? Thì theo cái tình trạng cái kênh bây giờ thì cái số lượng bạn mà đăng ký thì nó quá kém. Mong sao và các bạn xem video đừng tiếc chi với cậu cháu mình vài giây, hãy bấm nút đăng ký cho thật nhiều và vui vẻ cho cậu cháu mình lấy tinh thần để làm những cái video chất lượng hơn nữa cho các bạn xem nha. Đúng, không biết.
Rồi, chắc có lẽ là video mình cầu tư xin dừng ở đây luôn. Nếu mà anh em mà thích những cái thể loại video mà show đồ như thế này thì mình cầu tư còn súng ít nhất khoảng 50-60 cây trong kia nữa. Từ từ mình đi cầu tư sẽ bài cho anh em xem. Rồi, video mình đi cầu tư cũng xin dừng ở đây luôn. Và cảm ơn em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu để xem video ủng hộ mình cầu tư nha. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo. Bye bye.